Xin chào ba mẹ. Hôm nay Baby City xin giới thiệu dòng xe Handy Combi Handy 4XE. Dòng xe này có hai màu đỏ và đen. Baby City đặt hộp màu đỏ nhé. Combi Handy 4XE hay còn gọi là Combi Sogoko Line. Đây là dòng siêu xe 4 bánh xoay khóa tự động của Combi Japan. Mẫu xe đời mới 2021. Đây là xe rút từ thùng ra ba mẹ nhé. Từ từ Hà ơi đấy. Xe rút từ thùng ra gấp gọn như thế này ạ. Rồi Hà mở cho chị đi. Rồi. Baby City hướng dẫn ba mẹ mở xe khi khui thùng nhé. Khi ba mẹ mua online mở ra thì sẽ các bánh sẽ đang khóa. Đây ạ, đây là mở chốt khóa quay. Vâng ạ. Mở phanh. Sau khi mở chốt thì xe có thể quay được, quay cổ này. Đây là quay trục được này. Đó, mở 4 bánh các chị nhá. Rồi. Bây giờ xe đã có thể sử dụng được rồi ạ. Các mẹ nhìn màu sắc nhá, màu mái đỏ, lòng ghi, màu rất là thời trang. Rồi Hà che mái kín cho chị này. Xe khi mà che mái kín sẽ có hai cửa sổ trước và cửa sổ sau. Cửa sổ trước này có khi bấm để cố định chống nhau gió nó lật qua lật lại ạ. Có hai cửa sổ trước sau này. Nút nó khóa mở bằng một thao tác giống các xe combi khác các mẹ nhé. Rồi, Hà xoay xe đi để cho bánh sau nó xoay đúng vị trí đấy. Rồi. Đó. Rồi, xe 2 chiều đẩy. Hà mô tả tính năng 2 chiều đẩy cho chị nhé. Đấy. Tay đẩy có thể chuyển sang phía trước. Khi tay đẩy chuyển sang phía trước thì hai bánh phía trước khóa quay lại. Đó, bánh tự khóa. Khi đổi chiều bánh tự khóa và mở hai bánh đằng sau. Hà quay đảo cho chị đi. Đó, hai bánh quay. Rồi. Giờ chuyển lại tay đẩy ra đằng sau chị nhé. Xe mới nguyên hộp sẽ có đệm Daco như hình ạ. Đệm Daco dành hỗ trợ em bé sơ sinh đến khoảng 7 cân. Đệm Daco bằng cao su tự nhiên 100%, có lỗ thông khí, mặt dưới của gối có thêm một tấm đệm cao su. Đó, tấm đệm này là đệm cao su. Rất là xốp và đàn hồi tốt. Đấy. Dòng này thì về Việt Nam, Combi Việt Nam lấy tên là Combi Mechakan Handy 4XE. Baby City là hàng nhập khẩu chính hãng, có tem bảo hành chính hãng ba mẹ nhé. Ba mẹ mua hàng tại Baby City thì luôn luôn đảm bảo là chính hãng 100%. Đây là dòng điều hòa thế hệ mới. Đệm này là chính là đệm S-Shock đấy ạ. Các cô là đệm S-Shock. Đệm S-Shock là cái công nghệ giảm sóc tốt nhất và độc quyền của Combi. Baby City đã nói về đệm S-Shock ở các video trước rồi đấy ạ. Đấy, đệm rất là thoáng khí và định hình cột sống cho em bé theo một đường thẳng. Đấy ạ. Đây là xe điều hòa đấy ạ. Tấm đệm điều hòa của nó rất là thoáng. Tránh hầm bí. Các dòng xe Nhật so với xe Âu và nhất là xe Trung Quốc thì nó rất là thoáng rồi. Màu sắc thời trang. Bắt đầu từ dòng xe trên 10 triệu của Combi là sẽ có đệm túi khí nhá. Đệm túi khí sẽ tăng khả năng giảm xóc cho xe.
Ở mỗi bánh xe đều có ạ, 4 bánh xe sẽ đều có đệm này. Đấy. Cái màu xanh xanh này đấy. Bên trong là khí đấy. Xe có phanh hãm 4 bánh đây này, giảm sóc từng bánh rất là êm. Hà nhún từng bánh các chị nhá, chị quay ngang sẽ dễ nhìn hơn đấy. Xe giảm sóc từng bánh rất là êm. Rồi. Hệ thống phanh 4 bánh. Hà mô tả luôn phanh phanh cho chị đi. Khi mà di chuyển thì mình phanh từng bánh hoặc là một bánh là có thể đạt độ hãm tương đối tốt rồi ạ. Xe có khả năng điều chỉnh các nút đây ạ. Xe có đây là chỗ đây cũng chính là cái tấm lưng rất là thoáng của dòng xe này. Xe có thể điều chỉnh được các nấc ngả từ 125 đến 170 độ bằng dây rút. Đây là mình vừa với rút cho tư thế ngồi đi ạ. Chỉnh tư thế ngồi, Hà chỉnh luôn tư thế nằm đó chị. Đó. Và đẩy từ trên xuống dưới. Hà kéo chỉnh từ từ cho chị nhé. Tức là xe ba tư thế là cách nói dễ hiểu thôi ạ. Còn xe có thể điều chỉnh độ ngả tùy theo ba mẹ muốn. Hà chỉnh lại cho chị từng nấc một đi. Rút từ từ thôi để mình dẫn nó dễ. Đó. Tức là mình muốn dừng ở mức nào thì mình sẽ nhả tay ra ở mức đó. Đấy, bây giờ mình vẫn có thể kéo được ạ. Đó. Bánh xe đẩy của dòng này rất là linh hoạt ba mẹ nhá. Hà đẩy một chút cho chị đi, đẩy vòng quanh cho chị đi. Đó, xe rất là linh hoạt. Điều hướng rất dễ. Ba mẹ đi ở đường hẹp cũng rất là thuận tiện. Xe chỉ hơn 4 kg thôi. Bé dùng được từ sơ sinh đến 15 cân. Rất thuận tiện cho việc sử dụng hàng ngày hoặc là các chuyến đi du lịch ba mẹ nhá. Xe này cũng là dòng xe đời mới, các dòng xe đời mới đổ lên là gầm rất là cao rồi ạ. Gầm xe 55 cm, tránh khói bụi và tránh nóng từ mặt đường hấp thụ lên mặt lưng xe đấy ạ. Khi gấp gọn thì xe có chỗ để xách rất là tiện ba mẹ nhá. Hà gấp gọn rồi xách xe lên cho chị. Xe này cũng có phủ chân ba mẹ nhá. Hà mở lại và dùng phủ chân cho chị đấy. Đó. Các dòng xe combi sản xuất các những năm gần đây thì là sản xuất thêm cái túi phủ chân. Nó rất là thuận tiện khi ba mẹ đi trời mưa và trời mùa đông. Xe này có hai cách lắp phủ chân này. Hà che mái lại đi, che mái sâu hơn đi. Rồi khi sử dụng mái che kín và tấm phủ chân thì em bé được che chắn gần như là tuyệt đối ba mẹ nhé. Baby City đang có đủ hai màu đỏ và đen. Xe gấp mở bằng một tay thao tác. Baby City quay lại nhé. Các dòng xe combi đều thao tác giống nhau. Trượt công tắc trên và bóp cò dưới. Nhấc tay lên. Rồi, bây giờ chị quay từ xa Hà làm lại nhé. Gấp mở bằng một tay rất đơn giản ạ. Rồi. Sau khi gấp thì xe sẽ rất là gọn như thế này. Ba mẹ rất tiện để mang đi du lịch hay là di chuyển ạ.
Vậy là Baby City vừa giới thiệu Combi 4XE. Cảm ơn ba mẹ theo dõi video. Chào ba mẹ và hẹn gặp lại ba mẹ trong các video sau.